Thưa quý vị, xác định công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, Công an Đồng Nai đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo với nhiều kết quả đáng ghi nhận, ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Cùng với Công an các địa phương mở đợt cao điểm tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm, liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo diễn ra từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 7 năm 2024. Công an thành phố Biên Hòa đã phối hợp 30 phường xã tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau đến người dân trong thực hiện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Vận động người dân tích cực tố giác phối hợp với lực lượng công an ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công an phường đã vận động nhân dân giao nộp được một súng thể thao, ba súng cồn nhựa tự chế và khoảng hơn 30 dao lê mã tấu các loại. Và để cái công tác tuyên truyền, quản lý, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo có hiệu quả thì tôi trân trọng kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Với những nỗ lực quyết tâm cao, từ ngày ra quân cao điểm đến nay, Công an thành phố Biên Hòa đã vận động thu gom được gần 160 vũ khí thô sơ, gồm dao phóng lợn, kiếm, dao tự chế, tiếp sắt, hai súng tự chế, hai súng hơi, một súng quân dụng, 245 đạn các loại, trong đó có 193 viên đạn quân dụng và 52 viên đạn trì. 7 công cụ hỗ trợ, 100 kiếp nổ và 0,1 kg pháo, 5 quả lựu đạn, 2 quả đạn cối. Em đi làm về thì trên đoạn đường đi thì em thấy có túi da, thì em nghĩ là cái bóp, cái em gần lại em lụm lên em xem, mở ra thì thấy nó có 30 viên đạn như vậy, thì em muốn đem ra ngoài phường em nộp, nhà giao nộp cho bên công an phường. Nhân viên giao hàng của em thấy khách có biểu hiện rất là nghi vấn và và thái độ là rất là vòng vo, nói chuyện rất là vòng vo nên là có nảy sinh nghi ngờ và mang hàng ngược lại trở lại về cho em kiểm tra và sau khi em kiểm tra em phát hiện đây là cái cái súng công cụ không thuộc cái cái phạm vi mà vận chuyển của bên công ty em nó thuộc vào cái danh sách hàng cấm của bên công ty em thì em đã mang lên hôm nay em mang lên tới trụ sở công an phường Phước Tâm để em giao nộp lại cho cho các anh công an xử lý. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo từ sớm từ xa, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên thanh niên, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo kịp thời thông tin cho lực lượng công an khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lực lượng chức năng ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật